Kính thưa quý vị khán giả, không biết là mọi người có nhận ra Hoàng Oanh không nhỉ? Hôm nay Hoàng Oanh ăn mặc như thế này là để đóng vai một nữ Uber, thử trải nghiệm một ngày làm xe ôm thời công nghệ như thế nào. Từ sáng đến giờ thì Hoàng Oanh đã nhận chạy 2 cuộc rồi ạ. Và cảm nhận riêng của Hoàng Oanh thì công việc này khá là vất vả khi phải đối diện với nắng gió bụi đường và bên cạnh đó là phải nắm rõ từng đường đi nước bước của thành phố. Tuy nhiên là nhờ có công nghệ hỗ trợ mà Hoàng Oanh có thể nói là đã làm khá tốt công việc này. Còn bây giờ Hoàng Oanh xin phép được trở về với vai trò của mình nhé. Kính chào quý vị khán giả, Hoàng Oanh đã trở lại với đúng vai trò của mình đây ạ. Còn bây giờ Hoàng Oanh sẽ gọi một cuộc Uber để xem chúng ta có may mắn để gặp và trò chuyện với một nữ xe ôm thời công nghệ không nhé. Thời đại bây giờ thì nam nữ của mình đẳng với nhau rồi nên mình cảm thấy là công nghệ bây giờ thì không có gì khó khăn đối với phụ nữ nữa. Đàn ông làm được thì phụ nữ làm được thôi, làm đẹp được thì chạy xe cũng được thôi, muốn kiếm tiền thì mới làm đẹp được chứ. Mình cũng cảm thấy là cái này một cái thử thách mới, một cái công việc mới của mình và nó mang nhiều cái niềm vui mới lại cho mình. Với gương mặt ưa nhìn, ngoại hình đầy nữ tính, ít ai nghĩ cô gái này lại hành nghề xe ôm. Khoác lên mình chiếc áo của hãng dịch vụ Uber, cô đã theo nghề hơn một năm nay. Có những cuộc vui là đón những khách hàng rồi tâm sự với người ta những cái câu chuyện dài, câu chuyện vui buồn cùng họ thì cũng vui, nhưng mà chuyện buồn thì chắc là chưa có. Rất là an toàn và cảm thấy cô ấy rất là cá tính và nói chuyện rất là hòa đồng và vui vẻ. Thì nhìn chung là tài xế nam hay nữ gì chạy cũng đều như vậy thôi, quan trọng là cái an toàn của mỗi người do mình thôi. Chứ nhiều khi tài xế nam hay tài xế nữ, nhiều người thấy tài xế nữ là không chạy, thấy tài xế nam mới đi thì đâu phải như vậy. Thì mình gặp tài xế nữ thì mình cũng phải cảm thông cho họ, mình phải tin vào tay lái cho họ để họ dẫn đến an toàn cho mình và tin vào dịch vụ xe công nghệ hơn. Mỗi chuyến đi là mỗi câu chuyện, mỗi vị khách là mỗi người bạn. Nhờ quan niệm đó mà Nguyệt Quế cũng như các nữ tài xế công nghệ luôn vui vẻ chạy từng cuốc xe, hết ngày này qua ngày khác, bỏ lại những vất vả sau lưng. Lao động là vinh quang, ngày nào cũng đáng tự hào, trở thành một nữ tài xế cũng thế.